Kính thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia tin từ Washington. Hôm thứ Sáu vừa qua, thì Tổng thống Obama đã tổ chức buổi lễ thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia lần thứ 91 được diễn ra tại thủ đô Washington, D.C. Vợ và các con gái của Tổng thống Obama cũng đã xuất hiện trên sân khấu đứng bên cạnh Tổng thống khi ông bật lên chiếc công tắc của cây thông Giáng sinh. Tham gia biểu diễn trên sân khấu của buổi lễ còn có Aretha Franklin, Mariah Carey và một số những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Lễ thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia là một sự kiện truyền thống đã được tổ chức từ năm 1923 bởi Tổng thống Calvin Coolidge.